Calosugo mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Thấy bố mặc một cái áo caro, tóc xì tòn tén, nhưng mà miệng cười thì rất là tươi. Xin lỗi là những người con gái mà khi gặp bộ đội thì kêu bằng chú không à. Nhưng mà duy nhất chỉ có cô này lại không kêu bằng chú mà lại kêu bằng anh. Và từ đó là tôi bắt đầu để ý. Trong mắt cô thì lúc đó là chú không đẹp. Không đẹp hả? Không. Lấy tiền người yêu của mình đưa cho trai. Cho trai mượn. Cho trai mượn hết chứ. Mà sao đó có đòi lại không? Không, em thầy đã thấy thương lắm, mấy ông trả ra nói. Không đòi rồi. Không, trả đàng hoàng. Chú có biết câu chuyện là cô lấy tiền của chú, cô cho mượn không chú? Sau đó cô có nói. Có một cái điều kỳ diệu tức là có bầu ngay cái đêm đồng phòng luôn. Mạnh mẽ quá trời quá đất rồi. Thì về tới nhà là tối 28 Tết. Là nửa đêm là chú lên cơn sốt rét và nằm cho đến 2 giờ chiều ngày mùng 1 Tết là chịu không nổi. Mà bà xã sờ vào trên trán là nóng y như cục than luôn. Là hoảng hồn là kêu xe chở vô trong bệnh viện. Thì khi vào tới bệnh viện thì bác sĩ đo nhiệt kế là 41.5. Thấy bác sĩ là chạy té sấp té ngửa là cấp cứu mà. Mình lấy trong bộ đội đó là mình cảm giác mình hy sinh cái cá nhân mình nhiều lắm đúng không cô? Có chứ, cô buồn lắm á, cô tuổi lắm á. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Calosugol ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Và thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là MC Quyền Linh. Quyền Linh kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta gặp nhau để cùng nghe một cái câu chuyện tình của chú Phan Xuân Thi 72 tuổi và cô Nguyễn Thị Thúy 62 tuổi. Họ đã kết hôn 45 năm nha quý vị, một chặng đường khá dài. Xin chào chú Thi và cô Thúy ạ. Dạ, con chào cô chú. Rất vui được chào đón cô chú đến với Tình Trăm Năm. Anh Thi á, anh là tiên quấn. Mà dân tiên quấn á thì nói năng cũng mạch lạc, úc triết, có trình độ. Mà mình thì cô giáo. Mình gặp cái dân đó thì có lẽ là nó hợp nhau. Nói chuyện rồi làm bạn nó hợp nhau hơn. Dạ. Rồi dần dần rồi không biết yêu nào không hay. Anh ha, quen là năm 76. Thì qua năm 77 là bắt đầu chiến tranh biên giới. Cô được lệnh là tất cả cán bộ công nhân viên chức đóng ở trên chỗ cái địa bàn của cô đóng, tức là Hưng Điền B, phải rút về ngoài thị xã, tức trong 24 tiếng. Cô lúc đó cô mới lính quýnh thì cô không biết làm sao, không lại gặp để thông báo cho anh biết. Chú nhớ là chú gặp cô lúc đó chú mấy tuổi? À, năm đó là chú 26 tuổi. Lúc đó là chú đi về sư đoàn để dự một cái lớp học bồi dưỡng cộng tác viên cho báo Quân đội Nhân dân. À. Sau khi kết thúc khóa học thì chú trên đường trở về đơn vị thì ra một cái bến tàu ở thị xã Mộc Hóa của tỉnh Kiến Tường cũ, bây giờ gọi là Long An ấy. Yeah. Ở miền Tây thì sông rạch cho nên là chủ yếu là đi bằng đường thủy. Từ cái chỗ bến tàu đó mà trở về đơn vị của chú thì hồi đó là tàu chạy từ 8 giờ sáng mà đến 4 giờ chiều mới tới đơn vị. Yeah. Thế thì trong lúc chờ giờ tàu chạy thì gặp cô ra hỏi đường đi về cái chỗ đó. Thế thì chú ngồi chú nghe cô hỏi đường thì chú mới nói à, cô đi về ở Hưng Điền phải không, chỗ đó đơn vị tôi đang đóng quân ở đó. Cô ấy bảo vậy thì ngày mai em sẽ lên chỗ đó để nhận nhiệm sở. Tức là lúc đó là mới ra trường. À, cô nhận nhiệm sở gì? Trường, nhận nhiệm sở để dạy. À, cô là cô giáo. Cô giáo, hả? Cô giáo. Đấy, nhận nhiệm sở để mà dạy ở cái trường thuộc xã Hưng Điền. Đúng hẹn thì ngày hôm sau cô giáo lên tới. Thì lúc đó thì chú đang ở trong đơn vị nhưng mà có một người lính của chú ra ngoài trụ sở của ủy ban xã. Thường thì hàng ngày khi tàu mà đi từ ở dưới Mộc Hóa mà về tới trụ sở ủy ban xã thì lúc nào cũng có gửi theo thư báo rồi tạp chí văn nghệ quân đội, cho nên cái người đồng đội của chú ra nhận về thì cô còn nhắn là anh về nói với anh Thi là có cô Thúy đang ở ngoài xã Hưng Điền. À, mới hẹn được. Đấy, thế thì là tôi là biết ngay là cô giáo mình đã gặp ở dưới bên tàu rồi. Dạ. Thế vài ngày sau thì gặp nhau. Thì trong quá trình thì cũng đi tới đi lui rồi thì có điều kiện thì cũng ra thăm nhau. Mà hồi đó trong cái vùng mới giải phóng nó khó khăn lắm. Điện thì không có, thức ăn thì phần lớn là tự túc.
cái bối cảnh mà lúc hai người gặp nhau là như vậy. Cũng lãng mạn quá. Năm đó là năm 76. Chú, nhưng mà cái ngày đầu tiên mà chú gặp cô ở cái bến đò đó đó, khi mà chú thấy cô hỏi thăm á, là chú có nhớ hình dáng của cô lúc đó hay không? Chú có ấn tượng gì với người con gái này hay không? Có. Lúc mới gặp lần đầu thì hồi đó bộ đội cũng còn nhút nhát lắm. Nhưng mà tôi cũng để ý là thấy cô ấy mặc một cái áo caro và tóc thì tóc xì tôn tém. Nhưng mà miệng cười thì rất là tươi. Đẹp và nói sư, chuyện thì lại rất là mạnh dạn. Đẹp đấy. Đó. Thế và thường thì là những người, nói xin lỗi là những người con gái mà khi gặp bộ đội thì kêu bằng chú không à. Nhưng mà duy nhất chỉ có cô này lại không kêu bằng chú mà lại kêu bằng anh. Cho nên mình có một cái linh cảm gì đó là sao có cái cô bé này cô ấy lại không gọi mình bằng chú như bao nhiêu người khác mà lại gọi bằng anh, cho nên nó ghi một cái dấu ấn. Và từ đó là tôi bắt đầu để ý, nhìn thấy khuôn mặt rất là dễ thương mà nói chuyện thì rất là trình độ. Chắc là cô cũng cảm nhận chú đẹp trai này, kêu anh này kia đó, đẹp trai không cô? Trong mắt cô thì lúc đó là chú không đẹp. Không đẹp hả? Không. Cái ấn tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy chú là hồi xưa đó, là nghe cái giọng Quế. Thế mà là trung quá thì là giọng Quế. Nhưng mà sao cái anh này sao mà nó không phải Quế mà cũng không phải Bắc, mà nó trò trẻ giữa Quế và giữa Bắc. Cho nên là không biết là nó ở cái vùng nào. Cho nên là cái suy nghĩ của cô lúc đó là thoáng qua thôi. Nhưng mà sau đó thì mới biết là anh là dân Quảng Bình. Lúc đó lại biết anh Thi á, anh là Tuyên Quấn. Mà dân Tuyên Quấn á thì nói năng cũng mạch lạc, túc triết, có trình độ. Mà mình thì cô giáo, mình gặp cái dân đó thì có lẽ là nó hợp nhau. Nói chuyện rồi làm bạn nó hợp nhau hơn. Dạ. Rồi dần dần rồi không biết yêu nào không hay. Anh ha, quen là năm 76, thì qua năm 77 là bắt đầu chiến tranh biên giới. Cô được lệnh là tất cả cán bộ, công nhân, viên chức đóng ở trên chỗ cái địa bàn của cô đóng, tức là Hưng Điền B, phải rút về ngoài thị xã. Lúc đó là cô đang ở biên giới mà, thì tất cả là rút về trong tức tức trong 24 tiếng. Lúc đó tại vì lúc đó là đã có lệnh biên giới nó là không chia, là bên bó nó pháo qua rồi, thì tất cả cán bộ, công viên, chức, giáo viên, kể cả giáo viên, rồi lúc đó là cán bộ thương nghiệp gì đó thì phải rút hết về thị xã. Lúc đó cô về á là lương có chưa có lãnh, thì lúc đó mới là rù rì mới đứng nói chuyện với một ông thầy giáo kế bên hỏi: Cô thấy cô còn tiền, cô cho tôi mượn mấy đồng ấy. Cái cô lúc đó cô mới nói: Trời đất ơi, chưa lãnh lương sao tiền đâu không có. Giờ tôi còn có mấy đồng, tôi cho mượn, tôi lấy gì tôi đi, tôi lận trong người. Rồi có cái chuyện gì, có nghĩa là mình sợ không tới thị trấn thì sao. Thì nói chuyện với nhau mà ổng nghe. Ổng nghe xong cái lúc mà cô đi á, thì ổng xếp trong cái tờ giấy á, trong nói cầm này đi rồi về dưới rồi mở ra nhé không. Cầm cái tiền chú xếp đó. Tiền thì chú xếp trong cái tờ giấy. Mà cô tưởng là chắc ổng viết cái gì đó, ổng nhắn gửi mình gì đó. Thì cô cũng cầm đó rồi cô bỏ trong cái túi quần của cô, rồi cô cũng đi, cô chạy, cô cũng không để ý nữa. Khi đi về tới Hưng Điền A, cái nhớ ổng rồi đó, bắt đầu nhớ ổng rồi đó. Không biết ổng viết gì cho mình đây. Mở ra thì lúc đó cô thấy là có 30 đồng. Mà lương của cô lúc đó là có 26 đồng thôi. Mà thiếu Quý cho 30. Thần thăng lương. Quyết định lấy luôn. Trời ơi trời. Thăng lương đó. Kỷ niệm nhớ nhất đầu tiên là cái sự quan tâm của chú tới cô. Vậy là tặng nguyên tháng lương thiếu Quý á chú. Thiếu Quý lúc đó là 65 đồng. Ngon lắm. Mà lương cô giáo thì có 30 đồng thôi, có 26 đồng thôi. Lúc đó cái cô cũng hơi ngỡ ngàng mà cũng xúc động rồi nha. Nói đâu cái mới nói: ông Sơn, bây giờ nãy anh Thi á, anh gửi cho tôi 30, bây giờ nãy ông hỏi tôi mượn, tôi không có, giờ tôi cho ông mượn 10 đồng. Trời ơi trời, quá trời tốt bụng rồi. Lấy tiền người yêu của mình đưa cho trai. Cho trai mượn hết chứ. Mượn ngàn trong to đâu đừng không. Mà sao đó có đòi lại không? Không, mấy ông thầy nó thấy thương nó mấy ông trả ra. Không đòi rồi. Không, trả đàng hoàng. Chú có biết câu chuyện là cô lấy tiền của chú, cô cho mượn không chú? Sau đó cô có nói cô, trời ơi, tôi không kể. Nói tới bây giờ mới biết là tới một chuyện luôn. Có kể cho chú nghe nè. Rồi sau đó là bắt đầu đi chơi nha. Quen rồi đó, thân rồi đó, thương rồi đó. Anh mới nói là anh được nghỉ phép đâu mấy ngày vậy đó. Anh về anh học xong anh được nghỉ 1-2 ngày gì đó. Rồi bây giờ mình đi chơi không? Cái cô mới nói giờ đi đâu? Lúc đó giải phóng vô đâu chưa có đi đâu hết á. Dạ. Cái cô mới nói bây giờ anh thích đi đâu? Cái anh mới nói là đi về Sài Gòn đi. Anh chưa có biết Sài Gòn. Giải phóng vô thì giải phóng ở Mỹ Tho, còn Sài Gòn thì anh chưa biết. Hỏi em biết không? Em biết chứ, hồi đó em ở quận 8 mà, em học ở quận 8 mà. Giờ anh mới đi về Sài Gòn phải không? Cái anh nói ừ anh thích đi Sài Gòn lắm, coi giờ Sài Gòn có gì ta, lúc đó là sở thú là nổi tiếng nha. Đúng rồi, dưới quê mà lên là phải bắt buộc phải đi sở thú. Đi sở thú. Thế xong cô nói vậy thì sáng mai đi sở thú nha. Cái chú nói vậy là mai mấy giờ? Cái cô mới nói là thì bây giờ chuyến xe đầu tiên lúc đó 5 giờ sáng phải không anh? 5 giờ sáng đi xe đò.
đi xa đó. Dạ, cũng mấy tiếng mới tới rồi nha. Nhưng mà về cũng phải xin má đàng hoàng vậy, xin ba má đàng hoàng đó má. Tại vì tối đó anh Thi có ra nhà chơi, tôi xin xin ông già bà già. Nói là mai là con đưa Thúy đi Sài Gòn chơi. Thời đó nó khó lắm, vì như mình muốn đi giờ nào đi đâu. Thì sáng ra là hai đứa bắt đầu mới là đi xe đò. Mà xe đò thời đó còn chạy thang đó. Lên trên đó xong rồi cái bắt đầu ra bến xe miền Tây ha, lúc đó miền Tây phải không? Ra tới bến xe miền Tây xong xuống rồi mới đi xe lam. Đi xe lam từ ngoài đó rồi mới vô tới Sở Thú. Cái quan trọng là tối đó ở đâu? Rồi tối đó cô về nhà cô ngủ. Còn chú? Thì chú đó, cũng về đó. Về đó ngủ. Chú cũng về đó. Sao ai cho? Sao chứ? Ngủ ở đâu rồi lúc đó chú ngủ ở đâu? Chú ngủ trên lâu. Nhà của cô Năm ở đó là có nhà lầu mà. Còn cô là ngủ với bà chị con người cô. Thì sao không tìm cách nào đó mình... Trời ơi, thời đó sao dám. Nhưng mà tối qua còn ngủ được không á? Vui mà, đâu có sao đâu, lâu giờ đó. Chứ tối nằm, nếu mà nằm vậy cứ ngóng ngóng ngóng. Không biết anh có nhớ không thì không biết. Ô, nhưng mà lúc vô Sở Thú là có hôn nhau chưa? Hôn gì Thanh Thiên Bạch Nhật. Lẽ vô coi thú mà hôn. Thời đó đâu có như bây giờ, đụng tới phổi không hả, không có. Đụng là phủi vậy phủi cho bây giờ mà đụng cái phủi là cho đi luôn. Cái năm đó là năm 78 là tụi cô đi chơi xong về cưới đó. Về cưới mới bắt đầu là có cái chuyện mà trăng mật rồi đó, là coi như trước trăng mật là vậy mà tưởng đâu là tối đó đi chơi xong rồi ăn cơm trước kẻn rồi về cưới trời luôn ơi, chứ sao mà giáp. Vậy là bao nhiêu năm mình chờ đợi, mình ráng mình kiềm chế bởi vì mình là cán bộ mà. Rồi cái đêm động phòng là có xé vẻ không chú? Tấn công quyết liệt không? Đúng là tổng tấn công luôn á. Nhiều khi cũng biết tấn công sao luôn. Có một cái điều, có một cái điều kỳ diệu tức là có bầu ngay cái đêm đồng phòng luôn. Mạnh mẽ quá trời quá đất rồi. Chú cùng với đơn vị đánh sang Campuchia là 0 giờ 31 tháng 12 năm 78 và tràn qua biên giới là đúng ngày 7 tháng 1 năm 79 là đánh vào sân bay Po Chan Tong của thủ đô Phnom Penh, giải phóng hoàn toàn Campuchia và lúc đó lại ở lại đúng 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế. Trong một năm mình được có một cái phép, mỗi một cái phép được 30 ngày. Tân hôn xong rồi chú đi nha, mà đến khi chú về là đã sanh thằng cu đầu tiên rồi. Cưới xong thì chú có một cái lệnh đi xuống làm trưởng ban tuyên huấn của một cái sư đoàn đang ở biên giới. Đi liền luôn. Đó, cưới ở nhà được đúng 6 ngày. 6 ngày xong thì cũng phải động viên bà xã Vinh thì nói chuyện cho ông bà già biết là chiến tranh biên giới đang có những cái nhu cầu bức thiết, cho nên toàn quân phải dốc hết lực lượng ra ngoài biên giới, cho nên con có lệnh điều động đi ra mặt trận. Thì bà già khóc, bà già cũng lo lắng, thì mới cưới được có mấy ngày mà bây giờ để vợ ở nhà rồi đi đây rồi không biết thế nào. Có lẽ là trong đầu bà già cũng nghĩ là không biết có sống đúng rồi sống chết thế nào. Cũng có lẽ là hòn tên mũi đạn thì nó tránh mình thôi, cho mình cũng chẳng biết đằng nào mà lần đâu. Thì chú cùng với đơn vị đánh sang Campuchia là 0 giờ 31 tháng 12 năm 78 và tràn qua biên giới là đúng ngày 7 tháng 1 năm 79 là đánh vào sân bay Po Chan Tong của thủ đô Phnom Penh, giải phóng hoàn toàn Campuchia và lúc đó lại ở lại đúng 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế. 10 năm chú ở Campuchia luôn. 10 năm Campuchia mà tuy nhiên 10 năm thì trong một năm mình được có một cái phép. Mỗi một cái phép được 30 ngày. Tân hôn xong rồi chú đi nha. Mà đến khi chú về là đã sanh thằng cu đầu tiên rồi. Trời đất ơi. Sanh đúng ngày 19 tháng 9 năm 79. Năm đó là năm 79 năm sanh thằng lớn. Sanh thằng lớn thì rồi. Thì năm 81 là sinh con bé sao, bé gái. Cũng được con bé gái. Lúc đầu đứa đầu là anh trai, đứa sau con gái, mừng quá. Nhưng mà mình lấy vòng bộ đội đó là mình cảm giác mình hy sinh cái cá nhân mình nhiều lắm đúng không cô? Có chứ, cô buồn lắm á. Cô tuổi lắm á. Coi như là cái lúc mà cô sinh cái thằng đầu á, nói cái cũng cũng muốn nghẹn nè, là cô đi sinh một mình. Coi như lúc đó trong người cô là chỉ còn có 500 đồng, 500 đồng tức là không được 500 ngàn như bây giờ đâu, chắc khoảng 200 ngàn thôi. Cô cũng không có thấy buồn mà làm như cái thời đó là ai cũng khổ. Nhưng mà vậy chỉ có cô khổ, tại vì cô khổ là cô không có chồng ở kế bên. Thì khi sanh ra rồi đó là cái cô buồn mà cô quay mặt vô trong cái giấc á, mà cô khóc, mà cô khóc tới độ mà cứ chút thì nghe thúc thích. Thì mấy người ta tưởng là chắc là cô này hổng chồng lỡ dại rồi đẻ con. Rồi cô nhìn qua cô thấy nào là chồng, nào là mẹ đẻ, mẹ ruột tùm lum hết trơn, mà con mình thì nằm có một mình thôi. Giải phóng vô rồi khổ lắm con. Mẹ là giáo viên rồi ba cũng giáo viên, thì lúc đó là lãnh lương ra đâu có đủ nuôi con mà. Cho nên mẹ cô sáng là phải bán thêm, bán đồ ăn sáng ở nhà. Thành ra thì 3 giờ là bà già phải dậy rồi, phải chạy về lo cho cô trong bệnh viện, xong là 3 giờ mẹ phải chạy về để nấu ăn sáng bán.
cho nên có một mình cô trong đó thôi. Khóc, chưa khóc cái đầu mềm như trái chuối luôn à, buồn á, tủi thân. Rồi có nghĩ là chú sẽ trở về không? Lúc đó mình thương mình thương một mà thương ổng thương mười. Mình khổ rồi. Rồi bây giờ không biết ổng sống chết ra sao, lúc đó có tin tức gì. Mà cứ ông ngoại cái vài ba bữa nói tao thiệt cái đời tao sợ, tao nói tao không có gả con cho lính rồi. Ông nói lấy chồng lính nó khổ lắm mà, bây giờ tại cái duyên cái số của con thì phải chịu. Người ta có vợ đủ chồng đủ vợ, người ta lo cho nhau, nghèo khổ cũng được. Yeah. Nhưng mà đằng này đêm hôm con bệnh con đau cũng một mình, rồi cô còn phải đi dạy nữa. Lúc đó cô còn có 38 kg. Lúc có anh nào cũng theo đuổi cũng để ý không? Có chứ. Có hả? Có cho cô hồi xưa cô cũng xinh lắm ạ. À. Lúc đó có khi nào động lòng đó thôi không. Được. Hay để cho ông đó ông lo luôn cho rồi. Đặc biệt là không có một cái suy nghĩ gì. Thương chồng dữ lắm, không có nghĩ một cái gì đó. Lúc đó không phải như bây giờ đâu nha. Quỳnh Linh biết trong thời đó là giáo viên đó, là cứ đến nghỉ hè là đi học chính trị một tháng. Cho nên là trang bị thêm cái bản lĩnh, cái nhận thức, cái thế giới quan và phương pháp luận cho người giáo viên để người ta có cái bản lĩnh, có cái lập trường, quan điểm, truyền thụ lại kiến thức cho các em học sinh. Cho nên trong bộ đội chú thường có câu gì, thời gian chút mòn hay đầu đòn gánh, lặng lẽ nuôi con một mình. Chú bao giờ chú đau lòng vì những điều đó không? Chú rất là cảm động. Cô cũng đã vượt qua được bao nhiêu thác gành để mà nuôi con, rồi chờ ngày chú hoàn thành nhiệm vụ quốc tế Campuchia trở về để sum họp gia đình. Giữa cái sống với chết đó, có bao giờ chú nghĩ là vợ chú một mình nuôi con khó khăn như vậy? Biết chứ. Chú có thể nói với con là chú bạc tóc vì cái việc mà nghĩ về vợ và con ở nhà. Đêm không ngủ được, không biết rằng ăn như thế nào, ngủ như thế nào, học như thế nào. Thông tin thì rất là khó, bởi vì từ chiến trường mà gửi thư về là chờ một cái chuyến nào mà có xe về nước để mà nhận cái gì đó, nhận hàng, nhận quân đăng, quân nhu gì đó thì mình gửi theo cái xe đó về. Về sau đó thì là thư mà ở bên nước mình mà gửi qua thì cũng gom lại một chỗ nào đó rồi chờ quân bưu nó đưa về để chuyển theo thơ báo đi sang bên đó. Cho nên nhiều khi ở thông tin nó rất là lâu mà nhận được một cái lá thơ là không phải một mình đọc đâu. Bạn bè bu lại mở ra đọc cho cả bao nhiêu người đó cùng nghe rồi chia vỗ sẻ tay để mà mừng. Ví dụ như vợ nói như thế nào, anh cứ yên tâm nhá, em ở nhà sẽ lo cho con rồi chăm sóc cha mẹ. Cái là những cái câu đó là cả đơn vị vỗ tay luôn, mừng. Ngày xưa thì những cái lá thư, những cái lời tâm sự của chú mà muốn gửi cho cô thì cũng rất là khó, đúng không chú? Nó lâu lắm thì cô mới nhận được. Nhiều khi lúc đó cô đang buồn mà đợi tới mà nhận được lá thư cô qua cơn buồn luôn rồi. Ngày hôm nay con đang cầm trên tay là cái lá thư của chú gửi cho cô. Bây giờ gửi thì nhanh lắm, mà đã vậy còn đọc con liền. Đọc nữa chứ. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Em thân yêu, tính đến nay gần 45 năm chung sống bên nhau. Trong khoảng thời gian đó, vì chiến tranh biên giới Tây Nam, anh đã đi làm nghĩa vụ của một người lính mà đã 10 năm phải sống xa em và các con. Tuy không có anh ở nhà, nhưng em đã làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Anh rất tự hào về em. Riêng anh, trong cuộc sống, anh đã làm hết sức mình để chăm sóc cho em và con. Mặc dầu vậy, có lúc anh cũng có những va vấp làm cho em buồn. Hôm nay, trong dịp kỷ niệm 45 năm chung sống bên nhau, anh thành thật xin lỗi và mong em tha thứ những lỗi lầm để chúng ta cầm tay nhau đi hết cuộc đời. Hôn em, anh Phan Xuân Thi. Lỗi lầm gì vậy chú? Qua pháp gì vậy chú? 10 năm ở Campuchia thì an toàn, không có vấn đề gì hết. An toàn. Sau khi rút quân về nước thì chú chuyển ngành. Chú chuyển ngành và chú lại tiếp tục đi sang công tác ở một cái cơ quan khác là 20 năm nữa. Và trong 20 năm chuyển ngành đó thì chú lại vẫn phải sống xa nhà. Tức là lúc đó là chú đã đưa cô về Sài Gòn, nhưng mà cơ quan lại điều chú về công tác ở dưới miền Tây. Ở đâu chú? Đồng Tháp, An Giang. Là 20 năm dưới nữa? Ở 20 năm dưới. Cô một mình ở Sài Gòn. Vậy là cô lúc lấy chú là 10 năm chú đi chiến đấu, chiến tranh hết rồi. Chú lại 20 năm xa cô nữa. 20 năm xa. Ôi là trời. Cho nên là khi mà chú nghỉ hưu mà về mà ăn một bữa cơm chung ở trong nhà là cô mừng hết lớn luôn. Thế thì chính cái thời gian mà chú chuyển ngành xa nhà vậy thì nhiều khi cũng có bạn có bè rồi thì tiếp khách chỗ này chỗ kia rồi đó, rồi cũng có những lúc đi vui.
Thành ra rồi nhiều khi mình cảm thấy là mình cũng có lỗi. Quyền Linh tò mò quá, thôi hỏi luôn đi. Cái giai hấp đó là cái gì, chú có thể nói ra cho Quyền Linh biết được không? Về mặt tình cảm á, dạ, thì trong đầu của chú là bà xã chú là lúc nào cũng là trên hết. Trên hết. Dù có đi đâu về đâu thì vợ vẫn là số 1, vẫn là trên hết của cuộc đời mình. Chú phải làm hết mọi khả năng để chú giữ cái mái ấm gia đình của mình. Đúng. Nhưng mà va vấp thì cũng là vẫn va vấp. Mặc dù va vấp vậy nhưng mà xong là mình cảm thấy mình có cái hối hận. Bao lâu chú mới nhận ra hối hận đó? Và vấp nhanh không? Không, cái chuyện này nó cũng chỉ thoảng quá thôi. Tức là thoảng quá thôi. Trời, làm gì nãy giờ lo lắng thử. Con thấy đàn ông rất là mâu thuẫn nha chú. Cái này tức là lúc nào cũng yêu vợ, lúc nào cũng chỉ vợ là nhất. Và đúng làm rồi, bất cứ mọi cách để giữ cái gia đình. Đúng rồi. Nhưng vẫn muốn một cái mối quan tâm khác. Còn phụ nữ thì lại là đã không đi thôi, đã không yêu người khác thì thôi, mà yêu một cái là đi luôn. Khi mà yêu người khác tức là mình không còn tình cảm với gia đình mình nữa thì mình mới có một cái tình cảm với người khác. Đó, khác nhau là chỗ đó đó. Con nói điều đó là rất đúng tâm lý của phụ nữ đấy. Dạ. Cho nên ở đây con thấy là rõ ràng là cô rất là yêu chú, yêu vô cùng. Phụ nữ ai mà không ghen, nhưng mà là vì yêu cho nên là tha thứ hết. Cô nói như vậy, bây giờ cô sẽ ngang chỗ La nói nha. Dạ. Rồi cô nói như vậy, cái lúc mà cô phát hiện ra đó, cô nói thiệt luôn á, suy sụp cô. Cô muốn nhảy lầu, cô tự tử. Bởi vì mình bị xúc phạm quá lớn. Xúc phạm tới cái tình yêu mà mình dành cho người ta. Dạ. Xong rồi suy nghĩ nói, ủa rồi còn con mình chứ. Tụi mình chết rồi, bỏ có hai đứa con cái đây. Rồi mẹ mình nữa, mình chưa có trả hiếu được đây. Đúng rồi. Sao tự nhiên mình làm vậy ta? Lúc đó có con lớn rồi đó. Lúc đó con nó biết rồi. Ê, nhỏ con gái mới nói, nửa đêm cái thấy nó ngồi nó ngủ với mình ở trong mùng, tối nó ngồi nó bật dậy nó ngồi khóc. Thì mẹ thôi ba đi rồi mẹ ở, mình mẹ đi con về ngoại ngỡ. Cái cô mới nói, sao mày làm gì mày mê ba mày dữ vậy nè. Mày nói tao nghe coi, mày mê ổng cái gì mà mày ở với tao bao nhiêu năm mà bây giờ mày tao nói tao thôi ổng cái mày nói vậy. Có nghĩa là nó cũng không, lúc đó cô thấy nó cũng không ổn. Anh gọi điện về liên tục, lúc đó là điện thoại bàn đó, mà lúc đó là một cây vàng, đó là thời đó một cây vàng là lớn lắm á, mà anh phải mắc cái điện thoại ở nhà để anh sợ mình trầm cảm. Rồi từ từ rồi cái thời gian rồi nó cũng làm lành cái vết thương của mình. Với lại như thế này nè, cô thấy là một cái điều á, để mà cô nghiệm lại, chiêm nghiệm lại để rồi mình rút kinh nghiệm cho con mình á, là một người giữ không được đâu, một người níu mà một người buông cũng không đúng được. Cô, bây giờ cô muốn níu chú lại mà chú không thương cô, chú buông thì làm sao mà níu được. Có nghĩa là phải cả hai. Dạ. Cả hai phải suy nghĩ. Cái ấn tượng của cô á là chú chăm sóc, ngoài cái chuyện gia đình nhỏ của chú mà mẹ, ba mẹ chú, ba mẹ của cô, rồi em út là cũng chú cũng chăm lo luôn. Hồi lúc đó khổ lắm, mà chú về rồi chú chăm mấy đứa em của mình, rồi chú nuôi thêm phụ ba mẹ nuôi mấy đứa em. Mà cô nghĩ là những cái ơn đó nó hơn cái mà cái lỗi của ảnh làm ra. Nói chung là chú biết lỗi thì là chú bù đắp cho cô đó. Mà có nghĩa là chú cũng thương cái gia đình của chú. Chú thương cô thì không nói rồi, nhưng mà chú thương cái gia đình chú. Cô, chú tiếc cái gia đình chú đó, chú gầy dựng, cho nên là chú muốn giữ lại để cô cũng thấy được cái điều đó thôi. Thì bây giờ những chuyện đã qua, bây giờ tỉnh rồi, bây giờ già rồi, bây giờ tỉnh rồi, thì khi những cái chuyện buồn thì cô thấy những cái lần mà chú xúc phạm thì nó nhỏ đó so với cái những gì mà chú vun vén cho gia đình. Con cũng thấy vậy, phụ nữ họ có tha thứ được hay không á, là do cái thái độ của người đàn ông đó, có biết nhận lỗi hay không, có biết sửa sai hay không, có biết trân trọng gia đình hay không. Thật ra phải rất là nể cô đó. Dạ. 30 năm lấy chồng mà sống không có chồng. Ừ. 30 năm nuôi con rồi còn bị một cú gọi là xét đánh coi như ngang tay nữa. Đâu ngang tay, giữa mặt luôn, giữa đỉnh đầu luôn chứ nha. Cô thì Vân hay hỏi chú một câu là anh trúng số độc đắc mới lấy được em. Và chú nghiệm ra là cái câu nói đó nó rất là đúng. Bởi vì là nếu mà bây giờ mà chọn được một cái người mà chăm chút cho gia đình mà như vậy thì nó rất là khó. Người ta bảo là đàn ông thì xây nhà mà đàn bà xây tổ ấm mà. Cô chú mà sống được với nhau đến ngày hôm nay thì có thể nói là cô là người quyết định về việc chăm chút gia đình, bảo vệ hạnh phúc gia đình là cái phần lớn của cô. Cho nên có nhiều khi buồn bực đưa cái chuyện này ra để trao đổi thì chú cũng nói luôn, bây giờ em có thể lấy người khác có nhiều tiền hơn anh, hoặc thậm chí kể cả địa vị cũng có thể hơn, nhưng mà nếu đưa lên bàn cân để mà cân thì anh chấp tất cả những người đó, không có người nào có cái tình cảm mà dành cho em, cho con và chăm chút gia đình bằng anh. Ý
Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái clip của con gái ở nước ngoài gửi về cho cô chú. Kể từ ngày xuất giá tòng phu theo chồng về Anh Quốc, con nghĩ là con đã làm được một điều mà ba mẹ có thể tự hào về con. Đó là cái việc con đã dành trọn thời gian để chăm sóc gia đình một cách chu toàn. Con nghĩ là ba mẹ cũng không kỳ vọng ở con cái là phải có giàu sang về mặt tài chính. Nhưng mà cái quan trọng là bếp nhà con luôn ấm lửa, con luôn tự tay chăm sóc những bữa ăn cho gia đình. Con có thể nấu được những món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng như là những món ăn phương Tây. Và tự tay con là chăm sóc hai bé và giữ bản sắc văn hóa truyền thống của gia đình mình. Ở nhà thì ba mẹ thường hay dạy tụi con là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thì con cũng học được từ mẹ cái sự chu đáo trong việc chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Và con học được từ ba cái sự chu toàn trong mặt kinh tế. Con xin cảm ơn chương trình đã làm cầu nối để con có thể chia sẻ cái tâm sự của con với ba mẹ. Con kính chúc ba mẹ sức khỏe và hẹn gặp lại ba mẹ trong thời gian gần nhất. Thấy mấy cái hình này bây giờ nhớ mấy đứa nhỏ quá trời. Bởi vì em gọi là hình kỷ niệm. Hai cái này lúc còn nhỏ đây này. Đợt này hình như là nghỉ hè mà em đưa tụi nó ra Vũng Tàu cái gì đó. Không, cái đó là lên thành phố rồi. Hình này lên thành phố rồi nè. Cưng quá trời, thôi để gọi điện thoại đi. Sao ạ? Thì hỏi có trưa ăn cơm hay giờ ăn gì? Không có cơm, ngồi con ăn thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Thôi vậy rồi. Tưởng chưa ăn thì giờ ăn cơm với ba mẹ. Không, con nấu cơm ăn bên này nè. Vậy hả? Dạ. Rồi ăn cơm với gì? Sườn kho với lại nấu canh thôi. Ai kho cho con? Thì con kho thì ai kho. Kho được không đó trời? Mẹ nghĩ sao? Rồi có ai ở đó ăn không? Chiều mẹ ra mẹ ăn à? Là mình ra ăn đi. Ừ. Vậy thì quá. Nó giỡn chơi chứ nhớ con hỏi gì thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi thôi vậy đi nha. Dạ. Rồi bye bye con. Rồi bye bye con. Giờ thì cũng đói bụng rồi nhưng mà có điều ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12 kỷ niệm 78 năm thành lập quân đội cho nên mấy người bạn trong cái nhóm sĩ quan cấp tá đã tổ chức bữa tiệc cho nên chắc là anh phải ra. Hồi sáng là em mua sườn kho, nấu canh rau đay, rồi cá bóng kho. Ta đi chiều qua ha. Mấy món đó thì cũng ngon lắm mà bây giờ chắc có lẽ là để đó đi rồi giờ em thay đồ đi rồi đi với anh ra ngoài kia ăn luôn cho nó vui. Mày anh như cũng mời hết á. Vậy à? Ừ. Vậy thì đi đi, có đó để chiều mình ăn đi. Rồi ok. Cô sinh được hai đứa con. Yeah. Thằng trai thì nói chung là bây giờ nó cũng đi đi về về bên Mỹ thôi. Tại vì cũng thương cô với chú đó, nó cũng chưa có định cư bên đó. Yeah. Còn nhỏ gái thì đã theo chồng định cư ở bên Anh rồi. Thì bây giờ còn có hai vợ chồng già ở nhà. Coi như là cháu nội thì được một đứa đã lớn rồi đó. Thì bây giờ là ba nó là yên tâm rồi. Yeah. Thì ba nó nói là bây giờ ba hứa với con là 18 tuổi là ba mới bắt đầu ba nghĩ tới cái tập 2 của ba. Ba mẹ. Chúc cho cô chú mãi mãi tươi như thế này luôn. Mãi mãi hạnh phúc. Tất cả sóng gió như nó qua rồi. Ba vấp thì ai không có. Nhưng mà chúng ta đã quên đứa ta điều đó rồi. Nó cũng chỉ là những ký ức để nhắc lại cho vui thôi. Bây giờ thì tình cảm của chú yêu cô hơn bao giờ hết. Cảm ơn cô chú về những câu chuyện, những cái tình tiết rất hay trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú. Hôm nay chú muốn nói gì với cô không? Có lẽ là đến lúc này thì chúng ta đã đi qua 2/3 cuộc đời rồi. Nhưng mà chính những cái phần còn lại nó lại rất là quan trọng. Bởi vì sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ chăm sóc con cháu, bây giờ hai vợ chồng già lại ở với nhau và lại trở về giống như là lúc còn son vậy. Cho nên cái việc cầm tay nhau để đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, đó là một cái điều rất là quan trọng. Và
anh cũng rất là vui và rất tự hào về điều đó. Cảm ơn anh. Hôm nào cô chú nắm chặt tay nhau đi về Mộc Hóa, về cái chiếc tàu định mệnh đó, về con sông định mệnh đó, về một cái cánh đồng định mệnh ngày xưa đó, đi qua những con đường với mái cày đã từng chở cái vali đó, hãy ôn lại những ký ức đó. Linh tin chắc rằng những cái điều đó nó sẽ tô đậm thêm tình yêu của cô chú nữa. Cảm ơn Quỳnh Linh. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Gửi tặng cô chú món quà sức khỏe Calosure với quà tặng thố chân yến cao cấp cùng Calosure Gold 100% đạm thực vật nhập khẩu Mỹ, giúp tiêu hóa tốt, glucosamine và HMB tái tạo bảo vệ cơ xương khớp. Ngoài ra là sản phẩm dinh dưỡng Gluvitagon dành cho người đái tháo đường, được chứng nhận lâm sàng, có chỉ số đường huyết thấp và hệ dưỡng chất đa dạng, giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ võng mạc. Cảm ơn cô chú đã tham gia chương trình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Calosugol ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mà đơn vị chú đóng quân ở trong một cái khu rừng gọi là Phnom Krabanh, mà từ sở chỉ huy cơ của sứ đoàn á, mà đi ra tới ngoài mặt trận á, đi bộ 11 ngày, mà trên đường đi là lúc nào cũng bị phục kích. Đơn vị chú đóng quân trên một cái địa bàn mà trong cái bản đồ trước đây Pháp nó ghi là cái khu vực tử địa, nó sốt rét kinh khủng luôn. Nó có một cái loại cây gọi là cây cọ mà nước của nó chảy ra ngoài suối, bộ đội mình phải sinh hoạt bằng cái nước đó, là bị nhiễm độc và sốt rét kinh khủng luôn. Thì chú cũng là một trong những nạn nhân của sốt rét. Thì cái năm đó về thăm thương binh xong rồi ngày 28 Tết là chính ủy cho về thăm nhà, là để ăn Tết với gia đình đó. Thì về tới nhà là tối 28 Tết, là nửa đêm là chú lên cơn sốt rét và nằm cho đến 2 giờ chiều ngày mùng 1 Tết là chịu không nổi. Mà bà xã sờ vào trên trán là nóng y như cục than luôn, là hoảng hồn là kêu xe chở vô trong bệnh viện. Thì khi vào tới bệnh viện thì bác sĩ đo nhiệt kế là 41.5, là thấy bác sĩ là chạy té sấp té ngửa là cấp cứu mà. Thì chú mới nói là không sao đâu, tụi tôi là ở rừng sốt như thế này là nó quen rồi, cho nên cái sức chịu đựng á nó lớn lắm. Là bình thường á mà nếu sốt cỡ đó là có khi qua không khỏi đâu, nhưng mà bộ đội mình là cũng đã được rèn luyện không sốt rồi 40 độ sốt rét á, sốt rét kinh khủng luôn, kinh khủng lắm. Thế là chú nằm ở trong bệnh viện mà khi mà bác sĩ chích thuốc sốt rét cho chú là chích cái liều thấp á, chú bảo không được, bây giờ bác sĩ phải chích cho tôi là 3 gram trên một ngày thì tôi mới sống được, cái chích kiểu này là tôi chết ngay. Trời, bác sĩ rất là sợ phải hội ý với nhau, rồi cuối cùng mới kêu chú là bảo đảm là không, ở đơn vị tôi lúc nào tôi cũng phải chích là 3 gram một ngày. Thế cuối cùng nên đổi cái liều tăng cái hàm lượng lên và điều trị ở đó là 16 ngày thì chú cắt cơn, thì trở về ăn Tết muộn vì vợ con được vài ngày nữa là lại xách ba lô ra biên giới.